Chào cô chú anh chị ha. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục quay và sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái mẫu xe đến từ thương hiệu ha, rất là nổi tiếng. Dòng này thì được có cái là tiết kiệm nhiên liệu, và cái thứ hai là dòng này là một cái dòng xe 7 chỗ ngồi, tiết kiệm nhiên liệu mà form dáng đẹp, đời cao, 7 chỗ ngồi thoải mái ha, về đi gia đình được nè, có thể là kết hợp chạy dịch vụ kiếm thêm được nè. Đây là một chiếc xe Mitsubishi Xpander. Thì cái chiếc xe này là biển số 66A này thì em có quay rồi. Đó, thì anh chị nếu mà muốn xem chi tiết ha của cái chiếc xe này thì vô cái kênh ô tô Cao Pháp Anh, thì bên trong đó sẽ có một cái clip chi tiết của cái chiếc này. Đây là một cái dòng xe nhập Indo, máy có 1.5 thôi, cho nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu. Xe này là đời 2019 nha anh chị nha. Giá là 485 triệu. Biển số 66. Là một cái nước sơn màu bạc đời 2019. Và hôm nay thì tiếp tục lại về thêm một chiếc nữa. Chiếc này thì có thể là anh chị lấy chạy dịch vụ kiếm thêm được nè. Nhưng cái chiếc kia là coi như không chạy được. Đó là một cái dòng xe trẻ trung, năng động và đẹp. Phía trước xe, phía sau xe đều đẹp hết. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, 7 chỗ, rất là đẹp luôn, sang trọng lịch sự. Trang bị là đề nổ Citadop. Đang bán là 480 triệu. Da này là da rin nha, chạy gia đình thôi. Tại vì nó là màu đen. Hộp số tự động, rất là nhàn nhã, thang số rất là nhẹ. Và chạy thì cảm giác rất là sướng. Chiếc này chỉ có là chạy gia đình thôi. Tại vì nó là màu đen. Cho anh chị xem cái mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này. Máy 1.5 thì cái mức tiêu hao nhiên liệu mà đi trong đô thị thôi chỉ có là 7,5 lít thôi, còn ngoài ra chỉ có là 5 lít cho đến 6 lít. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, mà 7 chỗ đẹp đẽ ha, rất là đẹp luôn, sang trọng lịch sự, về đi gia đình không chê đâu. Xe này thì cũng được sản xuất là năm 2019 luôn. Nước sơn thì lại là nước sơn màu đen. Thì cái xe này nước sơn màu đen chỉ có là đi gia đình thì hợp lý, còn mà chạy dịch vụ thì cũng không được. Nhưng mà được có cái những cái dòng xe màu đen thì thường là gia đình ta đi, cho nên là cũng khá là kỹ. Thì bây giờ sẽ chạy thử một vòng trải nghiệm, và thứ hai là sẽ quay chi tiết cho anh chị xem coi là cái chiếc xe này đẹp tới đâu và đẹp như thế nào. Giá tiền thì bên em đang bán là 480 triệu, có xứng đáng không khi mình mua cái chiếc này ha. Thì mời anh chị theo em. Kỳ này là nắng mưa thất thường, thì cái cảm giác sướng nhất là khi mà thứ nhất là ngồi trong phòng máy lạnh, còn thứ hai là ngồi trong xe như thế này đó, máy lạnh thì mát rượi sướng, và coi như là thời tiết có bất chấp là mưa gió này kia là không lo lắng, không suy nghĩ, không sợ gì hết đó. Và đặc biệt là những cái dòng xe mà đời cao nữa, đi thì nó rất là êm, và tay lái trợ lực thì nó nhẹ nhàng, cảm giác lái thì rất là sướng. Mà riêng cái dòng này là được trang bị là cái hộp số tự động nữa, cho nên là khi di chuyển ha, rất là nhàn nhã. Và riêng cái xe mà đời cao nữa thì hộp số thì anh chị cứ yên tâm, đó là riêng nguyên bản hết, cứ yên tâm ha. Số thì sang số rất là nhẹ, và chạy thì cảm giác là chạy rất là sướng. Nhưng mà có cái của cái dòng xe này, cái nhược điểm là anh chị biết sao, nó là một cái dòng xe 1.5. Cho nên khi mà mình đi khoảng chừng 2-3 người bình thường như này thì chạy cảm giác thấy là ok, vượt thì cũng khá là thoải mái. Nhưng mà những cái dòng xe như thế này mà khi mà đi đủ tải thì hơi yếu một chút xíu anh chị ha. Nhưng mà bù lại cho mình là được là tiết kiệm nhiên liệu. Đi gia đình thì vào đám anh chị đổ triệu bạc xăng vô là chạy thoải mái luôn, không có sợ hết ha. Còn riêng những dòng xe mà như Innova máy 2 chấm đổ đi á, thì mấy dòng xe đó thì không nói rồi, nó rất là mạnh mẽ rồi. Nhưng mà có cái là nó hơi hao xăng hơn. Cái kia người ta đi 10 lít thì mình đi như cái xe này đi chỉ có khoảng là 7 lít là hết cỡ rồi. Còn đi đường trường như bây giờ ha, là chỉ có khoảng là 6 lít thôi. Cho nên là bằng một chiếc xe 4 chỗ, 5 chỗ thông thường. Nên là những cái dòng xe như thế này thì cũng được rất là nhiều anh chị lựa chọn. Và riêng cái xe này á thì lại là cái chất xe màu đen. Thứ hai là một cái dòng xe gia đình đi, cho nên là riêng bản thân em cảm nhận ha, thì là bên trong rất là tương tất, còn rất là khá là nét luôn. Thì chút xíu nữa em sẽ xuống và quay chi tiết từng bộ phận một cho anh chị mình xem coi là cái chiếc xe này giá tiền nhiêu đó mình có mua sở hữu không ha. Rồi thì bây giờ là trước tiên đi, thì em sẽ quay trước cái bên trong này, cái khoang lái này cho anh chị mình xem ha. Cái dòng xe này thì được trang bị là có hai túi khí thôi nha. Một cái thì bên lơ nè, và một cái là bên tài. Màn hình thì chủ trước cũng lên một cái màn hình, nhưng mà tuy nó hơi nhỏ nhưng mà
nghe nhạc giải trí là bình thường. Còn anh chị khi mà về ha, mình có thể thích là mình lên một cái màn hình 9 inch thì nó sẽ là hay hơn, ngon hơn và VIP hơn. Còn nếu mà ngon hơn nữa, quất một cái màn hình có cam 360 luôn là phải nói là tuyệt vời ha anh chị. Trước tiên thì xe sẽ trang bị là đề nổ Startop nè, mọi cái phím bấm nè anh chị ha, nó rất là liền, cho nên là cái chất xe thì mình phải nhìn vào từng chi tiết một. Và cái thứ hai á, là mình phải nhìn thêm vô là coi như là cái vô lăng. Cái vô lăng thì sẽ có những cái phím bấm nè, và cái da là cái da này là da rin, bên này nhìn là nó sẽ rõ nè anh chị. Thì đây da này là da rin nha, nhưng mà không có dấu mòn luôn anh chị ha. Những cái phím bấm này không có mất số mất chữ gì hết. Và ô đô xe này đi á, là 82.000. Ô đô đi rất là ít luôn anh chị ha. Thì dòng này á, thêm một cái nữa là nó sẽ có là hệ thống chống trơn trượt nè, có thêm là cặp gương nè, chỉnh gương nè anh chị ha. Và bên phía bên này thì mình sẽ nhìn những cái phím này đó. Bên trên này á, thì được là chủ trước là lên oxy đó, oxy rất là đẹp, kể cả bên dưới này cũng có oxy luôn. Tiếp tục là mình sẽ xem là cái phần keo chị ha. Thì keo sị thì anh chị ha, là keo chị là nguyên bản, đẹp hay không là phải như thế nữa anh chị. Còn về bên trong, bên trong này thì sẽ có là như máy ốc khóa nè, và những con ốc là sẽ không có dấu tháo, nó sẽ nét màu đen. Nói chung là bên ngoài bên trong nó đều là màu đen hết. Cái dòng Xpander này được có cái là anh chị biết sao, đó là một cái dòng xe trẻ trung, năng động và đẹp đó, form dáng anh chị thôi. Phía trước xe, phía sau xe đều đẹp hết. Và biển số là biển số 68 thì bên em sẽ là bao rút hồ sơ cho anh chị ha. Để anh chị cứ yên tâm. Rồi bây giờ tiếp tục. Đây, cái này được lên một cái bể bước này anh chị, nhìn nó cứng không? Nhìn nó rất là chắc chắn luôn, nhìn nó đẹp, rất là sang, lịch sự. Còn cánh cửa bên phía phụ thì được dán 3M rồi anh chị, đen thui lùi lùi luôn, coi như là không thấy gì hết. Coi như đi mà đi nắng là không có bị chói vô bên trong. Sàn bên dưới là lót được 5D, còn bên trên cũng lên 5D luôn rồi. Nói chung là chủ trước này là lên hết rồi. Nếu mà cái trần rin ấy, theo em sẽ thích hơn. Còn mọi người sẽ có một cái sở thích khác nhau. Còn riêng cái hộc gió phía sau nè, dòng này là trang bị là hai dàn lạnh, cho nên là khi mà anh chị ngồi hàng ghế nào ha, cũng rất là thoải mái. Trần thì 5D sáng, ghế ngồi thì thoải mái, nói chung là cũng thoải mái và rộng rãi. Chỉ có cái hàng ghế sau thì nó hơi chật một chút xíu thôi, nhưng mà chút xíu nữa em cũng sẽ quay cho anh chị luôn ha. Còn đây cái tấp bi kính cửa này rất là sắc nét và đẹp. Rồi 2019 còn keo chị là đủ hết ha. Anh chị cứ lên xem xe rồi chạy thử, rồi lúc đó là mình sẽ nâng gầm, nói chung là tất tần tật cho anh chị mình xem hết từ bên trong bên ngoài. Đây, bây giờ tiếp tục là sẽ mở cái phần cốp sau. Thì cốp sau ở đây á, thì nó sẽ hàng ghế này nè. Khi mà mình đi 5 người bình thường á, thì anh chị cứ gấp như vậy để có thể là chở đồ này kia. Nhưng mà còn khi mà mình đi du lịch đi chơi ha, thì mình lật lên. Còn bên dưới này thì nó sẽ có là học để đồ nghề. Bên dưới này nữa là sẽ có một cái bánh sơ cua nằm bên dưới luôn anh chị. Còn đồ nghề của xe á, thì nó nằm bên này. Này, đồ nghề. Anh chị thấy đồ nghề không? Cái này rất là quan trọng nha, khi đi trên đường lỡ nó có xì xe này kia là có cái để coi như là mình thay thế liền. Còn về phần phía sau đuôi xe, trước tiên là mình phải nhìn cái mép bên dưới nè, tinh tán đến mòn nhà sản xuất. Còn phía trên đây đó, đây là nước sơn zin hết, nước sơn bên trong này cũng zin. Ốc này cũng chưa có dấu tháo ra. Nói chung là giờ nó hơi tối nha, với lại cái nước sơn màu đen nữa, cho nên là nhìn nó cũng không có được rõ nét cho lắm. Nhưng mà có cái là cam kết rõ ràng luôn ha, là nguyên bản, nguyên zin. Chỉ có là cái nước sơn bên ngoài á, là có sơn dặm rồi. Tại vì xe mà cứ bước ra đường một cái mà không có xước thì cũng va quẹt nhẹ nhẹ thì có, linh tinh thì có, còn mà đâm đụng tai nạn nặng thì không bao giờ có. Cái thứ hai là coi như là xe ha, bên em sẽ là cam kết với anh chị là xe sẽ không có ngập nước, mình không có ngập nước, keo chị là đủ hết.
Này, bên trong phần tấp bì. Thiết kế bên trong á, thì là màu kem với màu đen, hai màu. Phối hai màu. Và ghế cũng phối hai màu như vậy luôn. Còn bây giờ anh đến cái phần mà bỏ xe. Thì mâm này là mâm rin theo xe nha anh chị nha. Còn vỏ xe này á, thì theo em nghĩ là nó chỉ còn có khoảng là 70% thôi. Cái này nếu mà đi gia đình thì cứ vậy xài thôi. Khoảng chừng 2-3 năm gì đó là mình thay. Đây, về form dáng anh chị nhìn thấy sao. Form dáng rất là đẹp, lịch sự luôn. Còn bây giờ tiếp tục xem cánh cửa bên phía phụ. Nãy giờ anh chị mình đi hết một vòng rồi ha. Tất cả các cửa luôn đều keo chỉ đủ hết và nguyên bản hết. Ốc ác là như mấy cái này là chưa có dấu tháo hết. Bên trong này nước sơn zin hết. Chỉ có bên ngoài là có dặm thôi. Nhưng mấy này là nước sơn zin nè. Còn phía bên này, cái hàng ghế này thì anh chị đang ngồi thoải mái không? Này mua chiếc xe này về cái là coi như cả gia đình đi du lịch đi chơi. Nó là tuyệt vời luôn. Không chê đâu được. Và cái đăng kiểm của chiếc này nữa. Mua chiếc này xong anh chị về là phải 2 năm sau anh chị mới phải đi đăng kiểm. Đăng kiểm chiếc xe này đến tháng 7 năm 25, rất là dài luôn, rất là dài anh chị ha. Xe sẽ có là xi nhan gương nè, gập gương nè. Vỏ xe trước nè. Bốn cái thì còn như nhau, cũng còn khoảng 70-80% gì đó. Tiếp tục là em sẽ mở cái phần khoang máy lên cho anh chị mình xem cái phần máy ha. Máy móc thì sẽ ra sao và như thế nào. Và riêng cái xe thì em nghĩ là mấy cái xe mà đời mà 2019 như thế này thì máy móc anh chị yên tâm. Không có suy nghĩ, không lo lắng. Và riêng cái dòng này nữa, cái dòng này là cũng khá là nổi tiếng, cho nên là về cái độ máy móc ha, không lo lắng, yên tâm. Và máy thì cam kết với anh chị là máy nguyên zin, máy nguyên zin ha. Bên em sẽ là thay nhớt mới cho anh chị. Này chạy thì gầm bệ thì ok rồi, không kêu không gì hết. Còn bây giờ mình tới cái phần đầu xe coi là xe này có như thế nào, có đẹp hay không thì anh chị nhìn sơ qua ha. Ốc đây là cũng chưa có cái dấu tháo luôn nè. Keo chỉ bên trên này là nguyên nè, nguyên bản nè. Cabo là rim theo xe nè. Phần đầu xe nè anh chị ha, sẽ có thắng là ABS đầy đủ hết. Cái dòng xe này á, thì hiện tại nha là bên em sẽ có là 3 chiếc. Có 3 chiếc luôn. 2 chiếc màu bạc và 1 chiếc màu đen. Chiếc hồi nãy là màu bạc số tự động. Chiếc này màu đen số tự động. Còn 1 chiếc nữa số sàn. Thì số sàn thì giá nó sẽ rẻ hơn. Chỉ có khoảng là 430-420 gì đó. Nhưng mà em sẽ có một cái clip quay sau ha. Về cái phần đầu xe ha. Nó rất là ngầu luôn. Bây giờ em sẽ mở cái dàn đèn lên cho anh chị mình xem qua cái dàn đèn. Xe này thì nếu mà đi đêm thì cũng khá là ok. Giờ mở đèn lên ha. Đèn thì sẽ có là một cái đèn dãy led bên trên. Dãy led định vị bên trên. Bên dưới này sẽ có một cái đèn lớn. Đèn thường thôi. Nhưng mà đèn này thì nếu mà soi ra đây thì rất là sáng. Và sẽ có là một cái đèn bi gầm đây. Đó, đèn bi gầm nữa ha. Thì cho nên là khi mà đi đêm không suy nghĩ và không lo lắng. Nhưng mà được có cái là cái form dáng này em rất là thích và rất là mê luôn. Xe này là đời 2019 Mitsubishi Xpander đời 2019. Và giá tiền bên em đang bán là 480 triệu. Anh chị nào đang cần tìm những cái dòng xe mà 7 chỗ ngồi tiết kiệm nhiên liệu thì hãy đến xem xe trực tiếp. Và thứ hai có thể là gọi điện qua bên tổng đài ha, để được nhân viên tư vấn kỹ hơn cho anh chị. Thôi em xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.